Xin kính chào quý vị và các bạn. Thẩm Tú rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị trong phần điểm tin của kênh Tin Việt. Và chúng tôi, với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, luôn tự hào là kênh đưa tin nhanh và chính xác nhất. Ngày hôm nay đã có những thông tin đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Đập Tam Hiệp đã từng trở thành chủ đề hot nhất trên cộng đồng mạng trong suốt một thời gian dài. Mối lo ngại về việc đập Tam Hiệp có thể bị vỡ không phải là mới. Kể từ khi bắt đầu xây dựng đập Tam Hiệp, con đập chịu trách nhiệm chính trong việc trữ lượng nước khổng lồ của sông Tương Tử. Các chuyên gia thiết kế quân sự của Trung Quốc đã ngồi lại với nhau và bàn về khả năng một ngày đập nước lớn nhất hành tinh bị tấn công và gây ra vỡ đập. Trong video này, chúng ta hãy cùng khám phá sức mạnh của đập Tam Hiệp khủng khiếp đến đâu, cũng như nếu vỡ đập thì thảm họa kinh hoàng này sẽ xảy ra như thế nào. Theo SCMP, vào năm 2014, Lầu Năm Góc đã từng gợi ý rằng nếu chiến tranh xảy ra thì Đài Loan có thể nhắm tới các mục tiêu quan trọng ở đại lục như đập Tam Hiệp. Tuy nhiên, Đài Loan bác bỏ ý tưởng này của Mỹ đầu năm 2018. Su Ji-yun, một chuyên gia quân sự Đài Loan cho rằng chỉ cần hai quả tên lửa đạn đạo tầm trung là có thể cho nổ tung đập Tam Hiệp. Tuy nhiên, giới chuyên gia thiết kế đại lục thì lại cho rằng Đài Loan đang mơ mộng hão huyền vì sự nghiên cứu của đập Tam Hiệp vượt xa sự tưởng tượng của nhiều người. Với chiều cao 185m được xây dựng bằng 28 triệu tấn bê tông, 510.000 tấn thép, đập Tam Hiệp ví như một pháo đài thép khổng lồ. Đập Tam Hiệp là đập trọng lực bê tông, điều này có nghĩa là đập Tam Hiệp chịu được ép của nước chủ yếu dựa trên trọng lượng của thân đập. Hình dạng mặt cắt của đập Tam Hiệp là hình thang, bề dày của đập ở trên cùng là 15m, bề dày phần đáy là 124m. Điều này cho thấy đập Tam Hiệp không phải là bức tường chắn nước, mà chính xác hơn là một ngọn núi. Với thiết kế kiểu này, ngay cả khi phần đỉnh đập bị phá hủy thì phần thân chính của con đập vẫn sẽ không sụp đổ và tiếp tục chắn nước. Đánh sập hoàn toàn đập Tam Hiệp là một điều gần như không tưởng. Đập trọng lực thì có một số ưu điểm như sau. Thứ nhất là tương đối an toàn, độ bền, khả năng chống rò rỉ nước rất tốt và động đất cũng rất tốt. Thứ hai là thiết kế đơn giản, dễ xây dựng. Thứ ba là dễ dàng bố trí các ống xả nước bên trong thân đập để vận hành máy phát điện. Trong quá trình thiết kế xây dựng đập Tam Hiệp, Trung Quốc cũng thực hiện nhiều vụ nổ mìn mô phỏng để đánh giá về khả năng chống chịu của thân đập. Kết luận đưa ra đập Tam Hiệp không thể bị phá hủy bằng vũ khí nổ thông thường, kể cả khi bị tên lửa bắn trúng. Trang Bo Thinh, Phó Tổng Thư ký Viện Hội hiệp Kỹ thuật Thủy điện Trung Quốc cho rằng đập Tam Hiệp ra chắc chắn có thể khả năng chống chịu tấn công hạt nhân quy mô nhỏ. Nhiều thử nghiệm mô phỏng nổ mìn cường độ cao cho thấy bom tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, đầu đạn thường không thể phá hủy được đập Tam Hiệp. Tấn công tên lửa loại thường với con đập này hình như mỗi đốt inox. Tuy nhiên, theo đánh đập giá Tam Hiệp có thể bị phá hủy bởi một quả bom hạt nhân có sức công phá tương đương 200.000 đến 300.000 túi thuốc nổ TNT. Trong trường hợp con đập bị phá hủy thì 39,3 tỷ mét khối nước trữ ở lòng hồ sẽ đổ xuống vùng hạ lưu, nơi sinh sống của từ 400 đến 600 triệu người và hậu quả sẽ là vô cùng thảm khốc. Trọng tâm khi nghiên cứu về khả năng chống chịu của đập Tam Hiệp là con đập này sẽ xoay sở ra sao trước mối đe dọa tấn công hạt nhân quy mô lớn. Trước hết, Trung Quốc là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và dĩ nhiên là có khả năng phòng thủ tấn công hạt nhân. Đập Tam Hiệp nằm sâu trong nội địa khoảng 1.000 km, vì vậy, hệ thống phòng thủ của Trung Quốc là yếu tố quan trọng đảm bảo sự an toàn của con người. Đập thứ hai, với một hồ chứa có dung tích lớn như Tam Hiệp, cách hiệu quả nhất để đối phó với vũ khí hạt nhân sẽ là nhanh chóng giảm mực nước xuống trong khoảng thời gian ngắn. Tốc độ xả nước của hồ chứa đập Tam Hiệp được đánh giá là nhanh hàng đầu so với những hồ chứa nước quy mô lớn ở Trung Quốc. Chiến tranh hiện đại ngày nay không thể dễ dàng diễn ra trong nháy mắt, vì vậy, đập Tam Hiệp hoàn toàn có đủ thời gian để xả nước và tránh thiệt hại do vỡ đập. Công suất xả lũ tối đa của đập Tam Hiệp là khoảng 110.000 mét khối mỗi giây. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho hạ lưu, đập Tam Hiệp chỉ có thể xả lượng nước là khoảng 50.000 mét khối mỗi giây. Điều này đồng nghĩa với việc con đập có thể xả khoảng 4,3 tỷ mét khối nước mỗi giây. Tuy nhiên, thì những giả thuyết nêu trên chỉ xảy ra khi mà những lực lượng muốn tấn công đập Tam Hiệp có đủ khả năng tấn công được cho bà con đập. Lý do là bởi vì với vị trí trọng yếu hàng đầu của đập Tam Hiệp, chính phủ Trung Quốc đã bố trí một lực lượng quân sự dày đặc và hùng mạnh, có nhiệm vụ bảo vệ con đập này 24/24 giờ. Quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa đã bố trí ở đây nhiều tiểu đoàn bộ binh và cơ giới tinh nhuệ nhất. Ở ngoại vi, họ thiết lập hai phòng tuyến radar, tên lửa đánh chặn trong phạm vi là 20 km tới 70 km, trong đó có nhiều loại radar hiện đại nhất hiện nay như PRC-18, IRC-6 và PRC-15S có khả năng phát hiện ra mọi vại vật bay trong phạm vi trước khi kịp tác động từ con đập. Ngay khi nó đã phát hiện mục tiêu, trận địa pháo cao xạ và tên lửa đất đối không HQ-9, trung tâm của lá chắn phòng thủ đập Tam Hiệp để tham chiến. HQ-9 có khả năng chống lại mọi loại tên lửa hành trình, cũng như các loại tên lửa tối tân nhất hiện nay. Các trận địa tên lửa HQ-9, HQ-10 và HQ-6 với số lượng lên tới hàng vạn tên lửa sẽ trở thành các lực lượng đánh chặn đảm bảo an toàn cho đập Tam Hiệp trước mọi loại vũ khí tấn công từ xa, đó là về phòng không. Còn về không quân, Trung Quốc cũng bố trí hai phi đội tiêm kích hùng mạnh nhất tại Trùng Khánh và Côn Minh tạo thành chiếc ô bảo vệ hồ chứa Tam Hiệp, trong đó có nhiều chiến đấu cơ hiện đại nhất như J-11AB, Su-27 và tiêm kích J-10 sẵn sàng xuất kích khi nhận lệnh. Bên cạnh các lực lượng cơ giới được cực mạnh, quân giải phóng Trung Quốc cũng bố trí nhiều các trung đoàn bộ binh thuộc hàng tinh nhuệ nhất túc trực 24/24 để bảo vệ con đập này. Nơi đây được xem là vị trí có mật độ bố trí lực lượng dày nhất trên cả nước.
Chính vì vậy, mọi người Trung Quốc tự tin rằng có thể giảm tỷ lệ tấn công bởi các tác nhân nhân tạo gần như tối đa. Ngoài ra, trong tình trạng chiến tranh, việc phá hủy các hồ chứa nước đe dọa tính mạng của thường dân là điều nghiêm cấm theo pháp luật quốc tế. Các tác nhân tự nhiên là thảm kịch là xảy ra khi đập bị vỡ. Người Trung Quốc có thể tự tin rằng con đập an toàn gần như tuyệt đối trước các tác nhân tấn công từ nhân tạo, nhưng không có bất kỳ ai dám khẳng định 100% con đập sẽ an toàn trước những thảm họa thiên nhiên. Song song những thảm họa đó thì việc trở thành ngọn hải đăng trong ngành xây dựng và năng lượng của Trung Quốc, thì bản thân đập Tam Hiệp lại chính là con dao hai lưỡi là tử huyệt của quốc gia này. Khi mà nếu thảm họa vỡ đập xảy ra thì sức tàn phá của nó là vô cùng khủng khiếp, nằm ngoài sức tưởng tượng của con người. Sự thực đó chính là đập Tam Hiệp đang tác động tới sự thay đổi của khí hậu, địa chất nơi đây. Về địa chất, việc con đập khổng lồ ngăn dòng nước lũ ở thượng nguồn sẽ làm tăng thường trầm tích lắng đọng tại lòng hồ, khiến cho nguy cơ lũ hình thành tại thượng nguồn nhiều hơn. Phù sa bị đắng lại ở thượng nguồn thì hạ lưu lại tăng nguy cơ xói mòn, lũ quét, chưa kể việc lưu lượng dòng chảy của sông Hương Tử tại khu vực này đã thay đổi, tác động không nhỏ tới khí hậu, thay đổi cả nhiệt độ của khu vực này. Từ đó, lũ lụt hạn hán hay mưa lớn diễn ra thường xuyên hơn và khó đoán định hơn. Kết quả chúng ta có thể nhìn thấy về trận mưa lũ lịch sử trong suốt hơn một tháng năm 2021 và cả 2022 ở khu vực này. Thế nhưng đó mới chính là những tác động nhẹ nhất mà đập Tam Hiệp gây ra, nguy cơ kinh khủng nhất từ lúc đốc đất. Nỗi kinh hoàng mà chính phủ Trung Quốc không bao giờ mong muốn nó xảy ra, việc ngăn dòng chảy sông Dương Tử tạo thành một hồ chứa tới khối lượng tối đa là 42 tỷ tấn nước. Con số này lớn tới mức nó có thể làm thay đổi moment quay quan tính của trái đất và có thể khiến ngày dài hơn 0,6 micro giây. Mặc dù con số này là rất nhỏ nhưng tác động hiện hữu của khu vực của con đập thì lại vô cùng lớn. Mặc dù những vũ khí thì không thể phá hủy phần thân con đập, nhưng động đất thì có thể làm được điều đó. Từ phía dưới lòng đất có thể tạo ra những cơn sóng thần cao hàng chục mét với sức công phá khủng khiếp. Nếu như đảm bảo bị vỡ xảy ra thì khối lượng nước hàng chục tấn sẽ đổ xuống hạ lưu, khoảng 39,3 tỷ mét khối nước sẽ lập tức đổ xuống vùng nghi xương Hồ Bắc, sẽ bị xóa sổ đầu tiên với khoảng 700.000 người dân thiệt mạng. Hàng trăm triệu người dân ở các thành phố lớn cũng đều bị cuốn ra biển. 1/3 diện tích Trung Hoa bao gồm khu vực thịnh vượng nhất của Trung Quốc, trong đó có những thành phố lớn như Vũ Hán, Thượng Hải, Nam Ninh sẽ bị chìm trong nước lũ. Rất nhiều những danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử của Trung Quốc từng hãnh diện với quốc tế sẽ bị phá hủy trong dòng nước lũ. Ngoài ra, các đô thị nhỏ, các vùng nông thôn cũng đều bị chìm trong nước lũ từ 5 đến 10 mét. Khu vực này cũng là nơi tập trung của rất nhiều các nhà máy công nghiệp, khu sản xuất mỹ nghệ, vận tải hàng hóa trọng yếu của Trung Quốc. Nếu thảm họa xảy ra, tất cả sẽ bị tàn phá nặng nề, mất nguồn cung cấp điện khổng lồ. Trung Quốc sẽ lâm vào cảnh thiếu điện, ảnh hưởng bắt đầu lan ra các phòng khác của Trung Quốc. Đập Tam Hiệp với sản lượng điện lên tới 100 tỷ kW là nguồn cung điện chính cho tổng cộng là 10 trên tổng số 22 tỉnh thành của Trung Quốc. Không có điện gần như toàn bộ hoạt động sản xuất công nghiệp, vận tải của khu vực này sẽ bị đình trệ. Nền kinh tế của Trung Quốc có khả năng thiệt hại cực kỳ nặng nề vì tận khủng hoảng. Dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp là ô nhiễm môi trường sẽ là những thứ mà Trung Quốc phải đối mặt sau khi đã giải quyết xong vấn đề và ngập lụt. Một viễn cảnh tương đối tối tăm khi mà đập Tam Hiệp bị vỡ. Nhân tiện để trả lời cho câu hỏi đập Tam Hiệp bị vỡ thì liệu Việt Nam có ảnh hưởng gì không? Câu trả lời đó chỉ là một phần không quá lớn. Khoảng cách từ con đập này đến biên giới cao nhất của Việt Nam là khoảng 1.000 km, nên gần như nước lũ sẽ không thể ảnh hưởng tới Việt Nam. Hạ lưu con sông này đổ ra vùng biển phía đông của Trung Quốc, nên vùng biển tác danh của Việt Nam với quốc gia này không có gì thay đổi. Ảnh hưởng khả thi nhất đó là về kinh tế. Nếu kinh tế Trung Quốc đình trệ, đặc biệt là ngành sản xuất công nghiệp, giao thương hàng hóa của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng. Việt Nam sẽ phải tìm nguồn cung hàng hóa từ các nơi khác cũng trong nước để thay thế. Xuất khẩu của Việt Nam cũng bị ảnh hưởng khi Trung Quốc đang là thị trường lớn nhất nhập khẩu các mặt hàng về nông sản, lương thực, các mặt hàng về nông sản, may mặc, thiết kế, điện tử từ Việt Nam. Đây sẽ là những khó khăn với nước ta nếu như kinh tế của Trung Quốc bị đình trệ do thảm họa vỡ đập. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Và nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!